tôi chỉ nghe trên mọi người, tức là người lớn trên lại, chứ còn bản thân lúc đấy thì mình không biết Bác Hồ. Chính vì những cái lý do như vậy, thế là sau này thì tôi vẫn cứ muốn rằng là mình biết Bác Hồ, nhưng mà khi mà chúng tôi lớn lên thì Bác đã đi xa, Bác không còn nữa, thì tôi nghĩ rằng là những cái hình ảnh mà về Bác, những cái ấn tượng ngay từ cái lúc mà tôi được chia một cái áo như vậy, thì tôi nghĩ rằng là như vậy, nên là tôi rất quý những cái ảnh của Bác Hồ, mà tôi muốn là sưu tầm lại toàn bộ cái ảnh của Bác. Bác trồng cây. Thưa anh Quái, những bức ảnh này đều là những tư liệu quý giá về Bác, thậm chí có cả những bức ảnh chưa được công bố. Sở dĩ anh Khoái nói như vậy là bởi anh đã so sánh những bức ảnh của mình với hơn 1.000 ảnh tư liệu về Bác. Tôi thấy rằng là trên cái 1.000 ảnh tư liệu là tôi đã kiểm tra hết, nhưng mà cũng hiếm có những cái ảnh như thế này. Thế mà bây giờ đây là tôi có một cái ảnh thật, nó lẽ rằng tôi muốn ép lại như thế này, và tôi cũng rất là cẩn thận để lưu trữ là đời này là đến đời sau, con cái mình cũng biết rằng là những cái ảnh này là Bác Hồ là như thế này, tôi đã như thế này, thì chắc là con cháu phải cố gắng lưu giữ những cái ảnh về Bác hơn nữa. Giữ lại cho con cháu những hình ảnh về Bác để trẻ thơ học tập, hiểu và nói theo Bác là cách giáo dục mà anh Khoái đang làm. Nhưng hơn tất cả, việc sưu tập ảnh về Bác của một công dân rất đỗi bình thường trong hàng triệu công dân bình thường của Việt Nam đã khẳng định một chân lý. Tuy Bác Hồ đã đi xa, nhưng Bác Hồ không mất, Bác Hồ vẫn đời đời sống cùng non sông đất nước Việt Nam. Thiết thực kỷ niệm ngày sinh nhật Bác, Liên hiệp Hợp tác xã Đông. Quốc hội có vị trí đặc biệt quan trọng trong bộ máy nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.